Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh này đã đề xuất với Bộ Công Thương xem xét việc loại khỏi quy hoạch 6 dự án thủy điện vì hiệu quả đầu tư thấp, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, cộng đồng dân cư không thống nhất. Cụ thể đó là dự án thủy điện Nước Lác, Tam Rao, Tầm Linh, Sơn Trà 2, Sông Tang 1, Sông Tang 2. Được biết trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã thống nhất loại khỏi quy hoạch 7 dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gồm có dự án thủy điện Sông Liên, Suối Kem, Sơn Trà 3, Đắc Xê Lô, Trà Bói, Hà Doi, Bờ E do không đảm bảo yêu cầu về kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.